phát sáng. Chúng ta dùng cái cậy, chúng ta cậy nắp ra nha. Đồng hồ này chạy hai máy nha các bạn. Một máy là đèn led sáng và một máy là kim, cái kim chạy. Chúng ta gỡ ra. Gỡ cẩn thận nha các bạn. Ở dưới này là pin của cái kim, của đồng hồ kim. Chúng ta dùng cái gì đó cậy, cậy cục pin ra. Cậy cẩn thận nha các bạn. Mình cậy mà không đúng là nó sẽ động lên bộ máy và hư máy luôn. Thay pin khác vào. Thay xong mình bỏ cái này vô nha các bạn. Cục pin to này là cục pin của đèn led. Bỏ vào khớp. Rồi ta đâm nắp lại. Ta để ý có cái rãnh này, cái rãnh này là mình để ngay chỗ cái nút vặn. Rồi, chưa có khớp rồi. Rồi, giờ nó xuống rồi đó. Ấn vào. Kim chạy nha các bạn. Kim chạy.